Kính thưa quý vị khán thính giả, hàng năm cứ đến ngày 16 tháng 10, dòng Chúa Cứu Thế toàn cầu lại kính mừng trọng thể lễ Thánh Gerardo Magela, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế. Năm nay, chúng tôi muốn kính mời quý vị khán thính giả cùng chúng tôi dạo qua một vòng với các hình ảnh được vẽ lại để chúng ta cùng nhau đi lại cuộc đời của Thánh Gerardo Magela. Trước mắt quý vị lúc này là quang cảnh thành Muro ở về phía nam nước Ý, nơi sinh trưởng của Thánh Gerardo Magela. Cậu bé Gerardo sinh ngày 6 tháng 4 năm 1726 trong một gia đình bình thường nhưng lại rất đạo đức. Cậu bé là con trai út. Trên cậu có 3 người chị. Ngay từ khi còn rất nhỏ tuổi, cậu bé Gerardo đã biết âm thầm cầu nguyện một mình. Khi vui chơi với bạn bè, cậu bé cũng thường tập hợp những bạn cùng lứa tuổi và mời gọi họ cùng cậu cầu nguyện với Chúa trong một khu vườn. Rồi một lần kia, chính Chúa Giêsu hài đồng đã ban cho cậu bé Gerardo chiếc bánh trắng thơm ngon sau khi cậu bé cầu nguyện. Vì còn quá nhỏ tuổi, cậu bé Gerardo chưa được nhận bí tích thánh thể, nhưng lạ thay, chính tổng lãnh thiên thần Mikae đã rước mình Thánh Chúa đến cho cậu bé Gerardo. Một lần kia, cậu Gerardo đánh rơi chiếc chìa khóa xuống giếng nước, không cách nào lấy lên được. Cậu đã cầu nguyện và thả một tượng Chúa Giêsu hài đồng. Phép lạ đã xảy ra, chiếc chìa khóa đã đeo vào trong tay của tượng Chúa Giêsu hài đồng, kéo từ đáy giếng nước trở lên. Cậu thiếu niên Gerardo gầy gò, ốm yếu, thường bị các học sinh tinh nghịch ném tuyết vào người, lại nhiều lần đấm đá đánh đập. Thế nhưng Gerardo vẫn vui vẻ và nhẫn nại chịu đựng. Thế rồi đến một ngày, cậu thanh niên Gerardo khao khát dâng mình trong đời tận hiến, cậu đã đến xin tu trong dòng Chúa Cứu Thế. Cậu lãnh nhận từ tay cha Cafaro lá thư giới thiệu gửi cho cha bề trên dòng Chúa Cứu Thế ở Deliceto. Trong thư vỏn vẹn có một câu: "Thưa cha, con xin gửi đến cha một thanh niên vô dụng." Khi thầy Gerardo làm việc tại phòng ăn của nhà dòng, thầy đã có dịp vẽ một bức ảnh. Bức ảnh mô tả Chúa Giêsu ra trước tòa án Philato với tên gọi Ecce Homo, nghĩa là đây là người. Bức ảnh hết sức có giá trị cả về nghệ thuật lẫn nội dung cầu nguyện. Trong đời tu, Thánh Gerardo nhiều lần được Chúa cho ơn được nhất trí, thân xác nâng bổng lên khỏi mặt đất, nhất là khi cậu nhìn ngắm ảnh Đức Mẹ. Một lần kia, Thánh Gerardo bị một người giữ vườn đánh đập tàn nhẫn bằng báng súng, nhưng sau đó người này đã hối lỗi vì thấy thái độ khiêm nhường, nhẫn nhục và chịu đựng của thánh nhân. Vì có lời dạy của bề trên là mỗi khi nghe tiếng chuông nhà khách thì dầu đang làm việc gì cũng phải gác bỏ tất cả để ra ngay. Lần ấy Thánh Gerardo một tay vẫn còn đang cầm chiếc nút của thùng rượu, tay kia cầm chiếc bình, vội vàng đi ra nhà khách. Cha bề trên nhà dòng thấy thế mới lấy làm lo lắng, nên chạy vội vào nơi đựng rượu. Lạ lùng thay, mặc dầu thùng rượu đang bị mở nút, nhưng không một giọt rượu nào bị chảy ra ngoài. Một lần nọ, Thánh Gerardo đến thăm nhà dòng kín tại Ripa Candida. Thánh Gerardo lại được ơn Thiên Chúa cho ngất trí, thân xác được nâng lên khỏi mặt đất. Khi Thánh Gerardo được nhà dòng giao cho công việc trông coi sửa chữa và xây cất thêm tu viện Capo Sele, nửa chừng thì hết tiền. Thánh Gerardo đã viết một lá thư đặt trước nhà tạm, trong đó có một lời cầu nguyện xin Chúa Giêsu hãy ban cho nhà dòng có đủ tiền để hoàn tất công việc. Bất ngờ ngay lúc ấy có tiếng chuông nhà khách kêu rầm rập, chạy ra mở cửa, Thánh Gerardo chẳng trông thấy ai cả ngoại trừ hai túi đựng tiền để ngay trước thềm cửa nhà khách. Thánh Gerardo Magela có tấm lòng đặc biệt ưu ái đối với những người đau khổ nghèo đói. Ngài luôn tận tình cứu giúp, phân phát đồ ăn thức uống và áo quần cho
cho những người chạy đến tìm Ngài. Ngay cả những lúc đang phân phát của ăn cho người nghèo, Thánh Gerardo nhiều lần đã được ơn Thiên Chúa cho ngất trí và nâng bổng lên khỏi mặt đất trước mặt mọi người. Lại một lần khác, đang đi ra ngoài đường phố, Thánh Gerardo trông thấy một con gà trống có bộ lông thật đẹp. Ngài bảo nó hãy tới gần, nhảy múa và gáy lên những tiếng gáy du dương mà ca tụng Thiên Chúa. Trong lúc ấy, chính Thánh Nhân được ơn Thiên Chúa cho ngất trí. Có một đôi vợ chồng người nông dân hết sức đau khổ lo phiền vì ở thửa ruộng của họ chuột đến cắn phá tan tành. Biết chuyện động lòng thương xót, Thánh Gerardo đã đến tận thửa ruộng, giơ tay làm dấu thánh giá. Tức khắc lũ chuột phá hoại dãy ruộng, lăn ra chết. Lại có hai cô gái điếm vừa đàn vừa nhảy múa vừa ca hát những lời thô tục để chế nhạo mỗi khi trông thấy Thánh Gerardo ngang qua ổ mãi dâm. Thế rồi một hôm, một trong hai cô gái ấy đã lăn đùng ra. Có một ngôi nhà trong vùng có thùng rượu rất lớn, bỗng nhiên bị chua không còn dùng được. Thánh Gerardo biết thế, đã đến tận nơi làm dấu thánh giá trên thùng rượu ấy. Lạ thay, rượu chua đã trở lại thành rượu rất ngon. Một hôm đang đi trên đường, Thánh Gerardo bắt gặp cảnh một con ngựa bất kham đang nhảy lồng lên và sắp hất rơi người cưỡi nó xuống vực thẳm. Ngài vội vàng giơ tay lên cầu nguyện và con người kia đã được cứu thoát. Trong một chuyến đi mục vụ, Ngài phải trở về trong đêm tối. Trời thì mưa bão, đường xá lầy lội, ma quỷ đã hiện ra dọa nạt và đưa Thánh Gerardo vào sâu trong rừng rậm. Ngài vẫn bình tĩnh cầu nguyện và truyền lệnh cho ma quỷ phải dắt ngựa đưa người trở về nhà dòng, và ma quỷ đã phải tuân theo lệnh của Ngài. Nó lẳng lặng dắt ngựa đưa người về tới Lacedonia rồi mới biến mất. Trong vùng có một em bé 3 tuổi mắc phải một chứng bệnh rất nguy hiểm. Được tin, Thánh Gerardo đến tận giường bệnh làm dấu thánh giá trên em, và em bé đã được chữa lành một cách lạ lùng. Lại có một thiếu nữ bị bệnh điên, thường hay la hét, chửi bới ầm ĩ. Thánh Gerardo cũng tận tụy đến tận nơi, làm dấu thánh giá trên trán của cô, và cô đã được hồi phục. Ở trong vùng có một người quý phái sang trọng, nhưng anh ta lại cứng lòng, không chịu bỏ đường tội lỗi. Chính Thánh Gerardo đã đến tận nơi và chỉ rõ cho ông ta thấy quỷ dữ đã hiện ra với ông, nên ông ta đã khiếp sợ, sám hối quay trở về với Chúa. Trong vùng cũng có một tên cướp chuyên nấp ở trong rừng, chấn lột khách đi đường, thậm chí giết chết để cướp của khi gặp một quãng đường vắng. Thánh Gerardo đã không sợ nguy hiểm, tìm vào tận nơi và hoán cải được tên cướp. Ở trong rừng sâu cũng có một tên phù thủy, suốt đời chỉ ham cho có được một kho báu của cải vật chất, nên y cũng đã nhúng tay vào 3 vụ cướp của giết người. Thánh Gerardo đã tìm đến, trao cho y tấm ảnh Chúa Giêsu chuộc tội và bảo: "Bạn ơi, đây mới thật là một kho báu vô giá mà bạn cần phải tìm kiếm." Tên phù thủy và cướp của ấy đã chạy lòng trở về với Chúa. Một lần nọ, Thánh Gerardo đã mạnh dạn đưa 12 thầy học viện đi hành hương để kính viếng nhà thờ dâng kính Tổng lãnh Thiên thần Mikae trên đỉnh núi. Chuyến đi hoàn toàn phó thác cho Chúa, vì thầy trò chẳng có lấy một xu mang theo làm hành trang. Dọc đường, khi các thầy khát nước, đoàn xe dừng lại xin người ta được uống nước, người chủ giếng nước đã từ chối không cho. Thế rồi, khi đoàn hành hương cất bước ra đi, người chủ giếng nước vội vã đuổi theo để nài xin Thánh Gerardo và các thầy học viện trở lại uống nước. Ai cũng thắc mắc tại sao. Thì ra, khi vừa từ chối không cho người ta uống nước, ông chủ giếng đã phát hiện thấy giếng của mình bị khô cạn. Cũng trên đường đi hành hương, tự nhiên có hai thiếu nữ đem thức ăn đến biếu cho Thánh Gerardo và các thầy học viện. Quả thật, đúng lúc ấy, cả đoàn không có một chút lương thực tiền bạc gì. Trong tu viện, Thánh Gerardo hằng cầu nguyện, Ngài khao khát xin với Chúa cho chính bản thân mình ngày càng được trở nên giống Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Một lần nọ, Thánh An Phong nhận được một lá thư tố cáo về đạo đức của Thánh Gerardo. Ngài cho gọi Thánh Nhân đến
và áp dụng một kỷ luật, Thánh Gerardo đã cúi đầu vâng phục, trở về chuyên lo việc hãm mình đánh tội và phạt xác. Thế rồi sau đó, chuyện vu khống ấy được đưa ra ánh sáng. Thánh An Phong lại gọi Thánh Gerardo đến và hỏi tại sao trước đó ngài đã không có một lời minh oan. Thánh Gerardo khiêm tốn chỉ vào sách luật dòng và nói: "Thưa cha, trong sách luật có ghi rằng không bao giờ nên bào chữa cho chính mình khi bị bề trên của phạt." Một lần kia, Thánh Gerardo đã được Thiên Chúa cho làm một phép lạ, đó là ngài đi được trên mặt biển để dẫn đưa một chiếc thuyền đang lênh đênh ngoài khơi, sắp sửa bị cơn gió lớn làm lật chìm. Đoàn người đã vào đến đất liền bình an. Lại một dịp khác, khi ngài phải kéo những cây gỗ lớn trong rừng đem về nhà để xây dựng nhà thờ, ai cũng bó tay, trong khi Thánh Gerardo đã buộc dây và kéo đi nhẹ nhàng như đó chỉ là những thanh gỗ nhỏ. Thế rồi, đến một ngày, Thánh Gerardo lâm bệnh nặng. Chính Đức Mẹ Maria ẵm Chúa Giêsu hài đồng với các thiên thần hộ tống đã hiện đến bên giường bệnh. Ngày 16 tháng 10 năm 1755, khi vừa tròn 29 tuổi, Thánh Gerardo Magella đã được Thiên Chúa gọi về. Lạ thay, trong căn phòng của ngài bỗng nhiên tỏa một mùi hương thơm tho lạ thường. Các thiên thần đã đến rước linh hồn của Thánh Gerardo về nước trời. Đây là hình ảnh bàn thờ kính Thánh Gerardo đặt tại đền thờ Mater Domini. Đây là bàn thờ chính tại nhà thờ của dòng Chúa Cứu Thế nước Ý. Và đây là ngôi thánh đường cổ kính ở Caposele, nơi có bàn thờ kính Thánh Gerardo. Khách hành hương từ nhiều quốc gia trên thế giới vẫn tuôn về đây để cầu nguyện cùng Thánh Gerardo. Đây là quang cảnh tu viện và nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế tại Mater Domini. Ở đây có cất giữ hài cốt và những vật kỷ niệm của Thánh Gerardo. Nơi đây hầu như lúc nào cũng có biết bao nhiêu con người thuộc đủ mọi màu da, tiếng nói và dân tộc khác nhau trên thế giới đến kính viếng cầu nguyện. Xin Thánh Gerardo cầu bầu cùng Thiên Chúa và Mẹ Maria. Trong năm có nhiều tháng và nhiều mùa, các đoàn hành hương cũng lũ lượt trở về đây. Đây là pho tượng Thánh Gerardo đặt trên một cỗ kiệu tại nhà thờ Mater Domini. Hầu như mọi ngày lúc nào cũng có những người đến cầu nguyện trước pho tượng này. Pho tượng rất cao, to, kích thước bằng một người bình thường, được mặc áo ròng Chúa Cứu Thế bằng vải thật, đeo thắt lưng và chàng chuỗi mai khôi. Những người đến đây cầu nguyện thường có thói quen tạ ơn bằng cách ghim những tờ giấy bạc đủ loại vào tấm áo ròng của ngài. Nếu chúng ta để ý nhìn kỹ, có thể nhìn thấy ngay cổ tay của thánh nhân cũng có những chiếc vòng vàng, lại còn những chiếc nhẫn kim cương được người ta đeo vào chính những ngón tay của ngài. Và đây là pho tượng được làm bằng kích thước một người bình thường, đặt trong hòm kính phía dưới của bàn thờ. Sau 6 năm sống trong nhà dòng với những bệnh tật triền miên, Thánh Gerardo đã trở thành đóa hoa tuyệt đẹp mà Thiên Chúa ban cho dòng Chúa Cứu Thế. Bao nhiêu ơn lạ đã xảy ra hàng ngày theo bước chân của vị tu sĩ này, hương nhân đức lan tỏa khắp nơi. Ngày nay, hàng năm cứ vào ngày 16 tháng 10, toàn thể dòng Chúa Cứu Thế lại mừng kính trọng thể lễ Thánh Gerardo Magella, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế.